và sẽ mãi mãi bên anh, không bao giờ được xa anh. Đề của em khi anh bên nào một đêm, nếu không phải vì điều đó thì em đã không về đây rồi. Kia chính là bà Linh thì thủ tiêu ngay lập tức. Cuộc hôn nhân giữa tôi với ông bây giờ đã trở thành gánh nặng của ông rồi hả? Bà đừng hỏi những thứ mà bà đã rõ câu trả lời. Bà điên hả? Tôi mà điên thì ông bình thường hả? Ông coi lại cái cách mà ông đối xử với tôi từ ngày con trai nó bước về nhà này. Bà có biết tại sao ông Nhãn chết không? Ông ám chỉ tôi là liên quan chứ gì? Ông vừa phải thôi. Tôi không có nhìn ông hoài được đâu. Thôi, bỏ đi. Tôi đang căng thẳng quá, cho nên nói năng lộn xộn. Bà thông cảm cho tôi. Tôi hiểu. Mọi việc sẽ từ từ sáng tỏ. Ông mệt thì lên phòng nghỉ ngơi đi. Ông đừng có suy nghĩ lung tung nữa. Ừ. Công lý có tiếng nói riêng của nó đúng không? Alo, em nghe sếp. Nè, tìm được gì chưa? Chạy cho pha làm gì ở một cửa hàng đông lạnh, nhưng đã nghỉ việc hôm qua vì bị bệnh. Bà Tâm đang chăm sóc cho nó. Hãy tìm cho ra bằng được cái bệnh viện đó. Sao sếp biết? Cứ tin tôi đi. Dạ, em biết rồi. Nè, còn một việc nữa. Dạ, sao sếp? Tôi muốn chú lên kế hoạch theo dõi chặt chẽ mọi hoạt động của bà Mai.
Bà Mai nào sếp? Bà Mai vợ tôi chứ còn ai nữa. Nhất cử nhất động của bà phải được giám sát. Dạ em biết rồi sếp. Vậy nghe. Dạ. Thắng thua là lúc này đây, cho nên mình cần tính toán mỗi nước cờ hết sức cẩn thận. Nhất là con Trang, bây giờ nó đang chống đối mình ra mặt. Nó đã biết cái quái gì về bà Linh rồi sao? Mấy cái hình này là em xăm hay là em dán vậy? Em dán chơi thôi mà. Trời ơi, xem dán mà toàn những cái chỗ mà chỗ hiểm không vậy? Mà công nhận em cũng dạng thiệt luôn ha. Anh vừa mới rủ một cái là chịu chơi sang nhà anh chơi luôn ha. Tại mình hợp tính nhau mà. Anh cô đơn lâu lắm rồi. Em cũng vậy á. Anh thích em quá. Nói ra đây ca. Tụi nó đó. Còn chối cãi nữa không? Ủa? Tao bắt tận tay đôi gian phu dâm phụ tụi mày. Ủa cái gì vậy? Còn mày, lát về nhà tao tính sao với mày. Ủa em, đây là con trai của em hả? Lộn. Đây là bạn trai của em hả? Má. Ủa khoan. Mày dám ngoại tình với vợ tao mà mày còn dám nói tao là con của nó hả mày? Ủa khoan anh. Sao cổ nói là cổ độc thân mà. Độc thân vậy hả mày? Vậy thích em đúng không em? Đứng lên. Anh bình tĩnh anh. Chào em. Em thấy trong người thế nào rồi? Bác sĩ nói là cho xuất viện rồi, mà chưa thấy mẹ vô ký tên. Ủa, sao kỳ vậy? Hay là cô bận việc ở công ty? Nhưng mà chị nhớ cô xin nghỉ làm rồi mà ta. Được rồi, chị có thể thay mặt mẹ ký tên bảo lãnh cho em ra được. Đợi chị xuống gặp bác sĩ cái nha. Chị Jen. Chị biết em yêu anh Tường mà đúng không? Sao em lại hỏi chị câu đó? Chị làm ơn tha cho anh Tường đi được không? Em đang nói thiệt mà chị cười gì vậy? Chị không biết là em có hiểu làm gì không, nhưng mà chị không o ép gì anh Tường hết, nên không thể gọi là buông tha được. Em đã mất cha mất mẹ rồi, giờ không muốn mất thêm anh Tường nữa đâu. Chuyện này thì chị nghĩ em nên nói với anh Tường thật lòng thì hơn. Không, chị đừng có đánh trống lảng nữa. Chị Jen, em năn nỉ chị mà, chị trả anh Tường lại cho em đi. Đi mà. Em lớn rồi, khóc nhè nữa hả? Sao em biết Châu Pha ở đây vậy? Châu Pha nhắn tin cho bà quản lý công ty á. Em chỉ cần xì tiền chút xíu là biết thông tin liền mà. Sao em nằm ở đây mà không báo anh tiếng nào vậy? Báo cho anh biết để làm gì? Thì anh qua ở chung chứ làm gì. Xàm quá. Thôi được rồi, hai đứa ở lại đây đi. Chị đi gặp bác sĩ chút nha. Dạ. Nè, ăn gì chưa? Không ăn uống gì hết á. Tên
Sao, ăn không? Không. Đem ra ngoài ăn đi. Ai cho ăn trước mặt người khác vậy hả? Ngon. Ngon quá. Anh có nghe tôi nói gì không vợ? Mang ra ngoài ăn đi. Sao? Có muốn ăn không? Sao? Pha pha. À, Hải Miền Rách à. À. Miếng nữa nha. Nha. Làm cách nào để tìm ra được bà ta bây giờ? Đi đứng kiểu gì vậy? Bộ không nhìn đường hả? Tôi xin lỗi. Tôi không cố ý đâu. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Anh ơi. Dạ. Sáng giờ cô Tâm bộ phận vệ sinh có đi làm chưa? Dạ chưa. Sáng giờ chưa thấy cô vô. Ừ, tôi cảm ơn anh. Anh về làm việc đi. Dạ. Em ơi. Dạ. Em có thấy chủ tịch đâu không? Dạ, chủ tịch giờ này đến trễ lắm chị. Có khi tới trưa mới lên. Sao kỳ vậy? Dạ. Thôi được rồi, em đi làm việc đi. Dạ, xin phép chị. Bộ hồ sơ của bà Tâm đâu? Dạ, thư ký của chủ tịch xuống gặp đẹp lấy rồi. Sao? Chủ tịch đã lấy rồi? Dạ đúng rồi sếp. Ông lấy khi nào? Dạ hôm qua. Có chuyện gì hả sếp? Thôi được rồi. Dạ. Hồ sơ đó ghi thông tin gì quan trọng hay sao mà ông ta phải giữ riêng chứ?
Alo. Em nè. Có gì nói nhanh đi. Cứ từ từ uống cà phê đi đã. Có chuyện gì thì cô nói nhanh đi, tôi bận dữ lắm. Em đang kẹt tiền, em kẹt dữ lắm. Tính mượn anh 100 chai xài chơi đó mà. Cái gì? Cô bị điên hả? 100 chai lận đó mày mượn xài chơi cái gì? Tôi không có tiền đâu. Trong ngày mai, nếu tôi không nhận được số tiền đó thì chắc chắn cái clip này sẽ được phát tán. Chắc đồng nghiệp anh cũng sẽ được xem ha. Mày, cô dám hăm dọa tôi hả? Cô quỷ cái. Em có hăm dọa gì anh đâu. Em nói rồi, em đang cần tiền. Nếu anh không tin nó thì anh sẽ biết ngay thôi. Cô. Nguyễn Thị Tâm, quê quán không rõ, năm sinh không rõ. Một hồ sơ sơ sài như vậy mà vẫn được ưu ái nhận vào. Rõ ràng là cố tình. Nhưng nếu là vậy, tại sao ông tá lại tốn công cho lính đi tìm bà ta trong khi bà ta lại sờ sờ ở đây? Khó hiểu thật. Dì đang làm gì đó? Ai cho phép dì tùy tiện lục đồ của người khác? Tờ giấy này ở đâu còn có? Ở đâu? Ở đâu cũng không liên quan gì đến dì. Càng ngày dì càng lộ rõ bộ mặt thật của mình. Cái gì vậy nè? Làm sao, làm sao mà nó có được tờ giấy đó? Không lẽ? Không thể nào. Cậu là ai? Hả? Mà cậu sức sược ở đây? Một đứa mồ côi từ nhỏ như tôi thì không sợ một ai và bất cứ thứ gì, trừ lẽ thật. Sao em không ở nhà dưỡng thai đi? Em ra đây làm gì? Thì em ra đây phụ anh chứ làm gì? Việc này em cứ để anh lo. Thì em lo phụ anh, chứ sau này con mình chào đời nữa, anh lo sao xuể? Anh sẽ đi ra xa hơn, cá sẽ nhiều hơn. À, anh đã nghĩ ra cái tên rất là hay để đặt cho con mình. Anh sẽ đặt con tên là Lê Định Tường. Nó sẽ kiên định như một bức tường vậy. Em thấy sao? Lê Định Tường, em thấy hay đó.
mình quyết định vậy nha. Dạ. Cầu tre lắc lẻo gặp gần khó đi, có đi mẹ dắt con đi, con đi trường học, mẹ đi trường đời. Tường ơi, mẹ đã tìm ra con. Mẹ hứa sẽ đền bù mọi thiệt thòi mà con đã gánh chịu. Con hãy tha thứ cho mẹ. Cô chủ, chú định mang cái bình đi đâu đó? Cái bình à? Ông chủ kêu tôi mang cái bình này đi đánh bóng à, nếu không còn gì thì thôi tôi mang cái bình này đi, không thôi ông chủ la tôi á. Ba. 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 Trời ơi ba, ba dậy đi. À, con. À, con hả? Bây giờ mấy giờ rồi? Gần trưa rồi. Sao ba ngủ ghê dữ vậy? À, ba không biết nữa. Dạo này cứ đặt lưng xuống giường là ngủ thiếp đi. Không còn biết trời trăng mây gió gì nữa. Ba ơi, con thấy chú Toản có vẻ khả nghi á. Cậu ta làm sao? Ba có cho chú ta đem cái bình sứ cổ đi đâu không? Bình sứ à? Không. Vậy thì con thấy chú này không ổn rồi. Hay là ba cho chú ta nghỉ đi. Thôi được rồi, cái chuyện này để ba tính. Dạ. Ba dậy đi đó nha. Con ra ngoài đi. Bà Mai lục đồ của em hả? Phải. Bà còn đọc được cái giấy mà mẹ em để lại nữa. Vậy là bà này hết thuốc chữa rồi. Em cảm thấy bà ta đang hoảng sợ cái gì đó. Vậy có liên quan tới cái chết của chú Ngạn không? Có thể. Mình qua đó coi sao. Ok. Ba em có kể gì với em không? Ba em chỉ nói đó là một vụ đánh nhau. Nhưng em nghe nhân viên trong công ty nói thì chú Ngạn bị cướp và giết. Chú Ngạn tới nhà tìm Pha rồi bị giết hại. Sự trùng hợp này có ý nghĩa gì không? Chú Ngạn hình như cũng không biết Pha bị bệnh và nhập viện. Nhưng mà hai người này biết nhau mà, đúng không? Đúng. Thì chính chú Ngạn gây ra tai nạn cho ba mẹ của Pha. Sau đó Pha mới nhờ ổng đưa cô Tâm và Quýt lên làm việc đó. Hay là chú Ngạn tới tìm cô Tâm? Không, nếu mà muốn tìm thì tìm ở công ty chứ. Tới nhà làm chi? Anh, để em qua kia hỏi thăm coi sao. Cô Tâm. Hả? 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 Ê, đã.
đi đâu từ hôm qua tới giờ vậy? Tụi nó đang săn tìm tôi. Cậu lớn tiếng quá, tụi nó phát hiện tôi làm sao? Nhưng mà chuyện gì xảy ra vậy? Tôi cũng không biết nữa. Tôi sợ với đói quá à. Hôm qua tới giờ tôi chưa ăn gì hết đó. Thôi giờ như vậy, con chở cô tới chỗ này trú tạm, rồi mình tính sau nha. Tới nhà anh, mọi chuyện anh giải thích sau. Nếu tôi không nhận được số tiền đó thì chắc chắn cái clip này sẽ được phát tán. Chắc đồng nghiệp anh cũng sẽ được xem ha. Bà mẹ, con mắm nó dám gài mình. Số con rìm chưa chắc xấu bằng số của mình nữa. Đây đây đây, đậu này nè, mày thấy không? Rõ ràng là cha nội này ăn gian nè. Ổng là người ngồi bên ghế phụ, mày thấy không? Sau khi gây tai nạn, ra đây nè, đó. Ông này là thấy mạng cho ông kia. Đây sẽ là mùa hộ mệnh của mình. Tôi thách ông dám đuổi tôi đó ông ta. Cô ăn no chưa? Con Pha nó khỏe chưa? Nó đi lại được chưa vậy? Pha khỏe rồi cô. Bác sĩ nói chiều nay có thể xuất viện được. Vậy hả? Nhưng mà nó không thể về cái nhà đó được đâu. Nguy hiểm lắm đó. Nhưng ít ra cô phải kể cho tụi con biết chuyện gì đã xảy ra đã chứ. Lúc cô về nhà dọn đồ á, tự nhiên có một tên nhào vô khống chế, rồi nó xiết cổ cô. Lúc cô thấy mình sắp chết tới nơi á, thì tự nhiên có một ông nhào vô đẩy nó ra. Cô sợ quá bỏ chạy rồi lên cơn động kinh luôn. Tối hôm qua cô sợ quá cho nên ra trạm xe buýt ngủ bụi luôn đó. Nhưng tại sao hắn lại muốn giết cô? Cô cũng không biết nữa. Nhưng mà chắc chắn nó không phải là cướp đâu. Tại vì nó mới nhào vô là nó xiết cổ cô liền à. Có phải tên đó chụp một mắt không cô? À đúng rồi. Cô còn cắn vô tay nó nữa đó. Lạ một cái là tại sao chú Ngạn biết cô Tâm bị nạn mà nhảy vô cứu kịp thời vậy chứ? Chuyện này càng đi sâu, em càng cảm thấy có nhiều bí ẩn. Tất cả những chuyện này đều có dây mơ rễ má với nhau hết. Ý của anh có nghĩa là có liên quan tới cái chết của Vũ, Jem và của mẹ em. Đúng vậy. Và người nắm rõ tường tận chuyện này nhất không ai khác, đó chính là ba em. Nhưng để ông thú nhận hết tất cả những chuyện này là một chuyện hoàn toàn khác. Khoan đã. Nãy giờ tụi con nói gì mà cô không hiểu gì hết vậy? Mấy người đó là ai? Rồi cái gì mà có mẹ con ở đây nữa? Không có chuyện gì đâu cô. Anh, em nghĩ là mình phải đưa cô Tâm đến đồn công an. Không. Cô sợ mấy chỗ đó lắm. Người ta sẽ giam cô lại đó. Cô không đi đâu. Cô không đi đâu. Cô bình tĩnh lại đi. Không có đi đâu hết. Cô ngồi xuống đi. Tạm thời tâm lý của cô chưa ổn định lắm, nên chuyện đó cứ để sau đã. Trước mắt là phải đưa Châu Pha về đây. Về đây? Chứ không lẽ về nhà cũ bị bọn sát thủ truy sát thì sao? Cô yên tâm. Theo kết quả,
của giám định pháp y cho thấy nạn nhân bị chấn thương sọ não do một lực va đập rất là mạnh. Ông xem đi. Theo những nhân chứng cho ta biết, thủ phạm là một tên chột mắt, da ngăm đen, tóc quăn, cao khoảng trên 1m65. Ông có nghi ngờ người này không? Không. Tôi không biết. Vậy thì chúng ta phải làm rõ động cơ của ông Ngạn. Căn nhà thuê ông ta đến và chết là của một người tên là Châu Pha. Cô ta hiện đang nằm viện. Ở chung với cô Pha này là một người đàn bà tên là Tâm, tầm 56 tuổi. Hiện đi đâu không rõ. Ông có biết họ chứ? Không. Ông có chắc không ông ta? Nếu như tôi nhớ không lầm thì bà Tâm này làm ở công ty tôi thì phải. Chính xác. Bà Tâm vào làm công ty hơn một tuần nay, ở vị trí tạp vụ. Ông có gặp bà Tâm chưa? Chưa. Chưa bao giờ tôi gặp. Vậy ai đã nhận bà Tâm vào công ty làm? Ông Ngạn. Nếu như tôi nhớ không lầm. Tại sao lại như vậy? Thật ra tôi cũng không biết. Mà tôi cũng không biết cái mối quan hệ của ông Ngạn với bà Tâm như thế nào. Tôi lại không nghĩ vậy. Cách đây 2 tháng, ông Ngạn đã gây ra tai nạn thảm khốc làm chết cha mẹ của cô Châu Pha. Biên bản công khai cho thấy ông có ngồi trên chiếc xe gây ra tai nạn trong thời điểm đó. Như vậy là ông đã thừa biết ông Ngạn nhận bà Tâm vô làm là có sự tác động của cô Châu Pha. Thật ra những chuyện này tôi không hề biết. Mấy cái chuyện lặt vặt ở công ty á, tôi không hề xử lý. Đó là sự khẳng định không liên quan hay có sự tác động ảnh hưởng đến việc nhận bà Tâm vào công ty làm. Mà tại sao anh lại hỏi như vậy? Không, tôi chỉ xâu chuỗi lại tất cả các tình tiết để điều tra vụ án thôi mà. Công ty Woodland của ông có liên quan rất nhiều đến các vụ án mà chúng tôi đang thụ lý. Đầu tiên là án mạng của nhà báo Phạm Vũ, cho đến giám đốc điều hành Chamwood, rồi trợ lý cấp cao Nguyễn Ngạn. Rõ ràng là có sự bất thường này, ông biết mà. Tôi hiểu điều tra là công việc của các anh, nhưng tôi yêu cầu lần sau tôi đến đây có luật sư riêng của tôi. Cảm ơn sự hợp tác của ông. Tôi nói lại, lần sau tôi đến đây tôi yêu cầu có luật sư riêng của tôi để bảo vệ quyền lợi của mình, được chứ? Luật cho phép như thế nào thì ông làm như thế đó, nhưng không đồng nghĩa có sự hỗ trợ có thể khiến cho một nghi phạm thoát tội mà họ chính là đang phạm tội. Tôi hiểu, cảm ơn anh. Cảm ơn ông. Chào anh. Ủa, sao hôm nay anh chu đáo đột xuất vậy anh Tường? Thôi đừng có giỡn nữa, chuẩn bị đi nè. Mà hồi nãy có mấy anh công an vô gặp em. Bộ khu nhà em có chuyện gì hả? Họ hỏi gì? Thì cũng vài ba câu lặt vặt thôi à. Mà họ hẹn em 2 ngày nữa phải lên đó làm việc. Bộ có gì ghê gớm lắm hả? Không có gì đâu, đi thôi. Đi em. Chị có thấy bệnh nhân nằm ở đây không? Cô Châu Pha hả? Đúng rồi. Tôi thấy cổ về rồi mà. Sao kỳ vậy ta? Tôi nói là tôi qua đón mà. Không, tôi thấy cổ đi chung với cái anh nào á. Là con trai? Ừ. Ông trời sinh ra Bình, tại sao cũng sinh ra Tường? Nè, cổ làm gì vậy?
À, chị ừ? Em lỡ mua rồi, chị ăn giùm em nha. Ờ, nè không hiểu nổi. Ủa, sao đưa em đến nhà anh chi? Tạm thời em cứ ở đây với anh, lý do anh giải thích sau. Cho em ở đây luôn cũng được, không cần biết lý do đâu. Trời, sao có chị Jen ở đây nữa giờ? Đi. Em có nói cho ai biết em ở đây không? Mọi người đang đóng phim hình sự hay sao mà ghê quá vậy? Pha. Hả? Mẹ, sao mẹ lại ở đây? Mẹ sợ quá con à. Xém chút xíu nữa mẹ bị người ta giết rồi đó. Mẹ nói cái gì? Ủa, bộ cậu Tường chưa kể con nghe hả? Vậy chưa. Pha à, em cứ bình tĩnh đi, rồi anh sẽ nói cho em biết lý do. Nè, cậu điên hay sao mà chặn đầu xe tôi vậy? Cậu bị khùng hay sao mà dám đuổi việc tôi vậy? Hả? Nè, cậu dám ăn nói sức sực với tôi kiểu đó hả? Tôi bước đường cùng rồi, tôi còn ngán gì ở ông nữa. Khốn kiếp. Nói thiệt với ông, tôi bị con nhỏ đó tống tiền, tôi bước đường cùng rồi cho nên tôi phải làm như vậy thôi. Giải thích vô ích. Tránh ra cho tôi đi, nhanh lên. Bây giờ ông nhất quyết đuổi việc tôi đúng không? Nè, lui ra, đừng có mặt dày quá. Được rồi, ông muốn chết thì tôi chết chung với ông. Ông xem đi, chính ông là người đụng chết người ta chứ không phải ông Ngạn. Tại sao tên chột mắt đó lại giết mẹ Tâm chứ? Lý do có thể liên quan tới những khúc mắc trong gia đình chị. Con nói vậy làm sao cô không hiểu? Chú Ngạn người bị hành hung qua nhà Pha, một là để tìm Pha, hai là để tìm cô. Tìm em làm gì? Có phải chú Ngạn gây ra tai nạn cho ba mẹ em, rồi em sử dụng việc đó để xin cho cô Tâm vô Quýt lên làm việc, đúng không? Vậy cả hai có quan hệ ra sao? Thì đơn giản, chỉ là một người muốn chuộc lỗi và một người chưa sẵn sàng tha thứ. Chú Ngạn có số điện thoại của Pha mà. Nếu có chuyện muốn nói, tại sao không gọi điện trước hả Pha? Đúng, với lại ông cũng biết là ba ngày em đi làm mà. Không có liên quan tới cô đâu nha. Ông Ngạn đó là ai, mặt mũi làm sao cô còn không biết, thì ông tìm cô làm gì? Trong chuyện này em thấy nó cứ sao sao á. Ý em là nó vô lý đúng không? Phải. Hồi nãy chị nói vụ giết người này có liên quan đến khúc mắc trong nhà chị là sao? Trước nay đã xảy ra 3 vụ án mạng. Một là của nhà báo Phạm Bủ, Bủ là bạn thân của anh Tường. Tiếp đó là giám đốc điều hành của Quốc Lên, tên Jem. Và giờ là chú Ngạn. Là sao? Em chưa hiểu. Là vì cả ba đều dính dáng rất nhiều đến Quốc Lên. Mà công ty thì thuộc sở hữu của gia đình Jem. Số cổ phiếu họ sở hữu lên đến 60%. Nghĩa là có một cuộc đấu đá trong gia đình của chị Jem. Không sai. Đó là một cuộc chiến giữa mẹ kế của chị và bà cô ruột của chị.
Ghê thiệt. Vì quyền lợi mà chém giết lẫn nhau luôn hả? Tranh chấp tiền bạc luôn đưa tới những kết cục bi thảm, điêu tàn. Nhưng rất tiếc là ai cũng như kẻ mất trí, không nhận ra điều đó. Tàn nhẫn hơn khi đó là những người trong cùng một gia đình của mình. Thật ra nó liên quan tới những bí ẩn trong gia đình Chen trước đây nữa. Là sao? Nó liên quan tới cái chết của mẹ chị. Nhưng sau này chị phát hiện ra có một sự bất thường uất ức trong đó. Con kể cô nghe với. Cậu khỏe không? Mà tới đây làm gì? Tôi xin lỗi vì đã xúc phạm cậu ở trong bệnh viện. Bây giờ thì bà về được rồi đó. Khoan đã, cậu cho tôi vô nhà một chút xíu được không? Nhưng mà công an đã bố trí người ở xung quanh nhà để đảm bảo an toàn rồi, em cứ yên tâm đi. Nhưng như vậy, lỡ sát thủ là do bà Mai phái tới, có phải là mình đang bứt dây động rừng không? Nó sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch điều tra của em. Chắc chắn là bà ta sẽ đề phòng hơn. Nhưng hiện tại em có khai thác được gì từ ba em đâu. Anh sai rồi, anh đừng bao biện nữa. Tôi đã cho ba một cơ hội để lựa chọn, và ba đã lựa chọn bằng cách này đúng không? Cái gì? Được, vậy thì con sẽ trả hết toàn bộ những gì mà ba đã cho con. Cậu như không còn tin cha con nữa. Con hãy cho Tường vào chồng, cô sẽ là người cố vấn cho con. Được, con sẽ làm. Hãy tha lỗi cho lòng ích kỷ của em. Chỉ vì em yêu anh thôi. Vây quanh mình anh nơi đây, muốn nói ngàn lời gửi cùng gió mây. Tình yêu chớm bắt đầu mà cũng là lúc kết thúc. Thôi ta chào nhau một lần này cuối thôi. Tạm biệt em nhé, anh yêu em.